Vấn đáp pháp môn Quán Âm. Vấn: Xá lợi được tạo nên như thế nào? Sư phụ, nghe nói khi người tu hành giỏi, xương của họ khác với xương của người thường. Khi chết, đốt lên sẽ để lại xá lợi. Nếu như quý vị muốn có xá lợi, cần phải tu hành cho giỏi. Đến khi chết, hỏa táng, lập thất cúng dường, đến lúc đó sẽ biết xá lợi từ đâu đến và được tạo nên như thế nào. Vấn: Thần và Phật có quả vị khác nhau không? Sư phụ, thần và Phật không giống nhau. Thần không có đại trí huệ, là chúng sinh chưa được liễu thoát sanh tử. Thần có thần thông hơn người, tự tại hơn người, nhưng không nhất định có quả vị cao hơn người. Thần không phải là Phật. Phật là một vị minh sư tại thế, Ngài có thần thông, lực lượng cao nhất, có trí huệ, tự tại và đã tự liễu thoát sanh tử. Thần không làm được những chuyện như vậy. Ví dụ thần thổ địa cũng được kể là thần, sơn thần cũng được kể là thần. Ngoài ra còn có thần cây, thần sông, thần lửa, nhân dân. Thần có rất nhiều đẳng cấp, cũng giống như nhân viên công vụ trong chính phủ vậy. Có rất nhiều cấp bậc, phụ trách nhiều công việc khác nhau. Phật cao hơn họ nhiều lắm. Vấn: Làm thế nào để dứt bỏ được tình dục? Sư phụ, tình cảm của nhân loại rất khó mà giải thoát. Vì tình cảm này mà chúng ta bị ràng buộc ở tại thế gian này. Cho nên chúng ta mới cần phải tu hành, cần tìm một phương pháp có lực lượng giúp đỡ chúng ta thoát ly được những tình cảnh khó thoát ly này. Nếu không tìm được pháp môn hay đó, việc cắt đứt tình dục rất khó. Tu pháp môn Quán Âm rất dễ dàng giải thoát được tình dục. Nhấn: Tu hành 100 kiếp về sau có thể đạt được giải thoát không? Sư phụ, nếu như không có pháp môn hay, không có minh sư dùng chìa khóa mở cánh cửa vô minh của chúng ta ra, đừng có nói tu 100 kiếp, cho dù tu 100 vạn kiếp cũng không được. Nhấn: Làm thế nào để phân biệt Phật giáo và đạo giáo? Sư phụ, đừng có phân biệt để làm gì? Càng phân biệt chúng ta càng phiền phức. Chính chúng ta không hiểu được Phật giáo, rất có thể cũng không biết đạo giáo là như thế nào, làm sao mà phân biệt được. Sau khi biết rồi mới có thể phân biệt, nhưng sau khi đã hiểu rõ lại càng không muốn phân biệt. Đạo giáo và Phật giáo đều như nhau, không hiểu biết mới có tầm phân biệt, hiểu rồi thì chẳng có gì để phân biệt nữa. Vấn: Phật pháp vĩ đại như vậy, hy hữu như vậy, tại sao Ấn Độ là nơi phát nguồn của Phật giáo lại không phát triển, ngược lại các quốc gia ở Đông Nam Á lại hưng thịnh? Sư phụ, bởi vì chúng ta không hiểu Phật pháp là gì, chúng ta mới nói như vậy. Tất cả mọi nơi đều có Phật pháp. Hôm qua sư phụ có nói giáo pháp Thiên Chúa cũng là Phật pháp. Phật là minh sư, tất cả giáo lý của minh sư nói đều là giáo lý của Phật, đều là ý của Phật. Chúng ta không nên chấp cứ vào danh xưng của Phật, vì danh xưng này không phiên dịch được, cho nên đến hôm nay vẫn có người mắc kẹt. Nếu như nói là giáo lý của minh sư hoặc là giáo lý của đạo sư, thì ngày hôm nay chúng ta không bị kẹt cứng như vậy. Tất cả mọi người đều là Phật, nếu như họ khai ngộ và đạt được quả vị này. Cũng như thế giới có rất nhiều tổng thống, không phải chỉ có một vị tổng thống ở Đài Loan mà thôi. Ở nước Mỹ cũng có, đây chẳng qua là một cái danh xưng, hiểu ý của sư phụ không? Giả sử nói sư phụ là Phật, chỉ giả sử mà thôi, giáo lý của sư phụ cũng là giáo lý của Phật. Nếu như Vương Tiên Sinh thành Phật, như vậy giáo lý của ông tức là giáo lý của Phật Vương Tiên Sinh, hiểu không? Phật không phải là Thích Ca Mâu Ni mà thôi, cần phải hiểu cho rõ ràng, nếu không chúng ta sẽ tháo gỡ không ra. Trăm ngàn vạn kiếp vẫn bị ràng buộc ở một nơi, nếu kéo tên của Phật mà không đi được. Mọi người đều đã về nhà rồi, đều thành Phật từ hồi nào rồi, đi hoằng pháp rồi. Chỉ có quý vị còn ở đó níu kéo Phật Thích Ca Mâu Ni, không phóng sanh Ngài. Như vậy, Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ rất mệt. Giáo lý của Phật, tức là chân lý. Tuy sư phụ hiểu rất rõ, nhưng khó diễn đạt bằng ngôn ngữ để quý vị hiểu. Sư phụ biết rất nhiều, nhưng chỉ có thể nói ra rất ít.
Có lúc sư phụ cảm thấy rất thất vọng, không thỏa mãn, vì ngôn ngữ không thể hoàn toàn biểu lộ được sự hiểu biết và cảm giác bên trong. Sư phụ chỉ có thể nói cho quý vị hay, trong Thánh Kinh có nói một câu: ngay từ thuở ban đầu mới sáng tạo ra vũ trụ đã có âm thanh, chấn động lực. Âm thanh này là Thượng Đế, âm thanh và Thượng Đế ở với nhau. Tất cả mọi vật đều từ âm thanh này mà ra. Kinh điển của Ấn Độ giáo cũng nói đến điều này. Như vậy là Ấn Độ giáo ăn cắp kinh điển của Thiên Chúa giáo sao? Hay là Thiên Chúa giáo ăn cắp kinh điển của Ấn Độ giáo? Quý vị tự hỏi thì sẽ biết. Trước khi Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, không có kinh điển của Phật giáo. Như vậy, Ngài đọc kinh điển gì mà thành Phật vậy? Ngài đọc kinh điển của Ấn Độ. Ngài đọc từ kinh Vệ Đà. Ngài xuất gia với Pháp Sư Bà La Môn. Ngài vốn là đạo Bà La Môn. Như vậy chúng ta cần phải nói chúng ta là tín đồ của Bà La Môn mới đúng. Thật ra không có Phật giáo, bởi vì tâm của chúng ta chấp quá nặng, đọc kinh điển không đọc cho rõ ràng, cho nên từ sáng đến tối mới tranh chấp đánh nhau, chỉ vì cái danh xưng này, làm người khác thật mệt mỏi. Vâng, linh hồn của thế giới thứ nhất có thể nhìn thấy linh hồn của thế giới thứ hai không? Linh hồn ở thế giới thứ nhất tu lâu rồi, có thể lên được thế giới thứ hai không? Sư phụ, một người ở tại thế giới thứ nhất không nhất định sẽ thấy được thế giới thứ hai. Nhưng khi ở thế giới thứ hai thì có thể nhìn thấy được thế giới thứ nhất, ở nơi cao có thể nhìn thấy được nơi thấp hơn. Nếu không có minh sư chỉ đạo, dù cho quý vị tu hành bao nhiêu lâu, nếu đến được thế giới thứ nhất thì chỉ đến được thế giới thứ nhất mà thôi. Không thể nào lên được thế giới thứ hai. Qua một thời gian sẽ lại rơi xuống thế giới ta bà làm ma, làm người hoặc làm súc sanh. Nhưng nếu quý vị có minh sư chỉ đạo, dạng nhất quý vị chưa tu được đến thế giới thứ hai, chỉ mới đến thế giới thứ nhất, hóa thân sư phụ của quý vị sẽ đến tầng giới này săn sóc quý vị, dạy dỗ quý vị. Quý vị có thể ở lại nơi đó tu hành với họ, sau đó mới lên được thế giới thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, dần dần. Càng tu thì càng được lên cao, điều này cần phải có minh sư tại thế. Ở thế giới ta bà này, nếu chúng ta không có minh sư, bất luận đi đâu cũng không có ai giúp đỡ chúng ta. Nếu chúng ta ở thế giới này đã có một vị minh sư tại thế, sau khi vãng sanh, họ vẫn có thể săn sóc chúng ta cho đến khi chúng ta thành Phật mới thôi. Minh sư tại thế là chỉ một vị vừa có nhục thể lại vừa có linh thể. Họ có thể ngồi tại một nơi nhưng có thiên vạn ức hóa thân. Bất luận chúng ta đi đến nơi nào, Ngài cũng đều có thể giúp đỡ chúng ta. Chúng ta lên thiên đường, Ngài cũng lên thiên đường. Chúng ta xuống địa ngục, Ngài cũng xuống địa ngục cứu chúng ta. Chúng ta đến thế giới thứ hai sẽ gặp được Ngài, đến thế giới thứ ba, thứ tư, thứ năm, vân vân. Bất luận ở tầng giới nào, Ngài cũng đều có mặt. Đó mới là minh sư. Hiểu ý của sư phụ không? Không phải bất cứ người nào khi ở thế giới thứ nhất tự tu lấy thì lên được thế giới thứ hai. Pháp luật của vũ trụ không có đơn giản như vậy đâu. Không phải muốn đi đâu là đi. Những cảnh giới cao thuộc về những người tu hành cao đẳng hoặc phải có minh sư lãnh đạo. Không phải người nào muốn đi là đến, cũng không phải dùng tiền là có thể mua được. Lại càng không thể dùng danh lợi để hối lộ các vị giáo chủ trên ấy. Chấn. Nghe nói những thần tượng ở trong chùa đều có những vong linh trú ngụ trong đó. Xin hỏi những vong linh đó thuộc về thế giới nào? Sư phụ, rất có thể là thế giới Atula, thuộc thế giới thứ nhất. Sư phụ không muốn nói nhiều, nói ra quý vị sẽ sợ hãi. Tốt nhất là không nên nói những chuyện này. Sư phụ chỉ có thể giảng cho đệ tử của sư phụ nghe thôi. Sau khi quý vị được thọ tâm ấn, sư phụ sẽ trả lời những câu hỏi này. Nơi đây tốt nhất là không nên trả lời, bởi vì ở Đài Loan có rất nhiều chùa. Nếu như sư phụ nói thật, sẽ có rất nhiều người chịu không nổi. Cho nên sư phụ không nói. Nhấn, trên thế giới này còn có pháp môn khác mà hiệu quả truyền pháp cũng giống như pháp môn Quán Âm. Sư phụ, không có. Pháp môn Quán Âm là pháp môn Quán Âm, các pháp môn khác là các pháp môn khác. Tu hành những pháp môn khác phải trải qua một thời gian khá lâu.
rất có thể cũng được khai ngộ giống như tu pháp môn Quán Âm vào ngày thứ nhất vậy. Nhưng không chắc chúng ta thoát khỏi đẳng cấp này, cũng không nhất định là sẽ đạt được quả gì rất cao. Về điểm này, nếu muốn hiểu rõ, cần phải đọc Kinh Lăng Nghiêm. Phật Thích Ca Mâu Ni nói, muốn thành Phật chỉ có tu pháp môn Quán Âm. Đây là con đường cuối cùng để thành Phật. Những con đường khác chỉ có thể đưa chúng ta đến ngoài cửa mà thôi. Muốn bước vào trong, chỉ có một con đường. Bất luận quý vị đi từ đâu đến, đều cần qua cánh cửa ấy, mới có thể nhìn thấy sư phụ bên trong. Pháp môn Quán Âm là con đường cuối cùng, cánh cửa cuối cùng đó. Vâng, hôm qua sư phụ nói Phật Thích Ca Mâu Ni tu pháp môn Quán Âm. Tại sao các vị cao tăng trong lịch sử không có nghe nói đến pháp môn này? Sư phụ có, họ có tu pháp môn Quán Âm. Trong sách Bí Quyết để được tức khắc khai ngộ, khai thị một, sư phụ có dẫn chứng. Tất cả các pháp môn vốn đều là pháp môn Quán Âm. Tất cả các môn phái thuở ban đầu đều từ pháp môn Quán Âm mà ra. Tất cả các giáo chủ đều dạy pháp môn Quán Âm, nhưng vì chúng ta không hiểu nên mới phân biệt. Hiểu rõ rồi thì không còn phân biệt nữa. Chẳng, sư phụ đã nghiên cứu sâu sắc các tôn giáo, cho rằng tất cả các tôn giáo vốn không có sự phân biệt. Tại sao lại lựa chọn con đường thí độ và mặc áo cà sa của Phật giáo? Sư phụ, bởi vì trước đây sư phụ rất ngu, không hiểu đạo lý. Bây giờ tuy hiểu rồi, nhưng đã mặc tăng phục xuất gia của Phật giáo thì cứ tiếp tục mặc. Nếu như đổi qua đổi lại rất mệt, vì dù có thay đổi như thế nào cũng chỉ là một người mà thôi. Nhưng rất có thể sau này sư phụ sẽ đổi. Đợi đến khi sư phụ có chút đỉnh tiền, sư phụ sẽ mua nhiều quần áo hơn. Một ngày mặc áo xanh, một ngày mặc áo đỏ để quý vị coi. Quý vị hãy ráng nhẫn nại một thời gian. Bây giờ sư phụ không có tiền. Đợi đến khi sư phụ có tiền, chỉ cần quý vị thích, sư phụ sẽ mặc nhiều loại y phục khác nhau. Còn bây giờ sư phụ mặc bộ đồ này cũng chẳng sao. Con người cũng vậy, khai ngộ là ở bên trong, không phải ở bên ngoài. Khai ngộ không phải vì quần áo mới có được. Sau khi khai ngộ, bối cảnh cuộc sống của chúng ta như thế nào thì cứ tiếp tục như thế đó. Ví dụ quý vị theo sư phụ Thọ Tâm Ấn học đạo, sư phụ không có kêu quý vị phải cạo đầu. Tóc của quý vị vẫn có thể để dài cho đẹp, để những thẩm mỹ viện có việc làm. Không cần phải thay đổi gì cả, hiểu không? Cũng giống như vậy, hình dáng của sư phụ bây giờ không cần phải sửa đổi. Trước đây sư phụ như thế nào, bây giờ vẫn tiếp tục như vậy, hiểu không? Đổi đi đổi lại cũng chỉ là một mà thôi. Cũng không phải sư phụ đặc biệt lựa chọn Phật giáo. Nhưng sư phụ vốn xuất thân từ một gia đình Phật giáo. Về sau lại gặp rất nhiều pháp sư Phật giáo, học rất nhiều kinh điển của Phật giáo. Khi sư phụ đi Ấn Độ, lại gặp pháp sư Phật giáo. Sư phụ cạo đầu, nhân duyên là thế đó. Lúc ban đầu đã như thế nào, bây giờ vẫn tiếp tục giữ gìn như vậy. Quý vị không nhất thiết phải giống sư phụ. Quý vị là tín đồ của Thiên Chúa Giáo, trước đây quý vị như thế nào, thì bây giờ cũng giống như trước vậy, không cần phải sửa đổi. Hiểu ý của sư phụ không? Y phục chẳng qua là bề ngoài mà thôi. Sư phụ đã mặc tăng phục Phật giáo rồi, bây giờ lại tiếp tục mặc. Nếu quý vị không thích, sư phụ có thể lập tức cởi bỏ. Nhưng quần áo bên trong của sư phụ rách rưới sẽ khó coi, sợ quý vị không thích. Nói sư phụ không lễ phép, không tôn kính quý vị, cho nên sư phụ mới dùng bộ áo cà sa che nó lại, cho dễ coi hơn, hiểu không? Vâng, tiếng Phạn Bát Nhã Ba La Mật có nghĩa là gì? Sư phụ, đại trí huệ. Ý nói là trí huệ chân chính, bản lai diện mục, đạo, bản tâm, thượng đế hoặc là thánh linh đều cùng một ý nghĩa. Chẳng, sư phụ, ngài tu theo tông nào? Sư phụ, pháp môn Quán Âm, không có tông gì cả. Chẳng, tôi bình thường ăn chay, nhưng dạng nhất nếu đi ra nước ngoài không thể trì chay, có thể nhập gia tùy tục. Đợi đến khi trở về nước rồi ăn chay được không? Sư phụ, quý vị có thể bảo đảm rằng mình còn sống để trở về nước không? Tu hành không nên mượn cớ. Bây giờ ngay cả trên phi cơ cũng có thể ăn chay được. Ở bệnh viện người ta cũng nấu chay cho quý vị ăn.
Đại sư Huyền Trang đi Ấn Độ mới thật là khó khăn, lúc đó người ta không biết ăn chay là gì. Đại lục Trung Quốc không có bao nhiêu người biết ăn chay, cho nên ăn chay thật không dễ dàng. Nhưng bất luận gặp phải trăm ngàn vạn khổ nào, Ngài cũng ăn chay. Quý vị đọc Tây Du Ký thì sẽ hiểu, Ngài đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới đến được Ấn Độ. Từ Trung Quốc đến Ấn Độ đều dùng chay. Một chút thịt cũng không ăn, cho dù có một ngày, Ngài ở tại một ngôi chùa của đạo gia, có hai vị đạo đồng đem nhân sâm đến cho Ngài dùng, và nói với Ngài, dùng nhân sâm quả sẽ được trường thọ, ăn một quả có thể sống 4.000 năm. Nhân sâm quả bề ngoài giống như em bé vậy, Ngài nhìn rồi không muốn ăn, sợ quá. Nhân sâm quả chỉ có hình dáng giống em bé, Ngài đã không dám ăn, huống chi là ăn thịt. Ở thế kỷ 20 này, cho dù đi vòng quanh thế giới, vẫn có thể tìm được thức ăn chay, cho nên đừng mượn cớ để ngã mặn. Cần phải tìm cách tu hành, tịnh hóa thân khẩu ý và dung bồi phong độ của một vị Phật Bồ Tát, đừng có tìm cách làm phàm phu. Muốn làm phàm phu thật ra quá dễ, không cần phải lựa lời gì cả. Tu hành cần phải khác với người phàm phu một chút mới được kể là tu, mới có thể nói chúng ta hành Bồ Tát Đạo, thọ Bồ Tát giới. Nếu chúng ta từ sáng đến tối chỉ tìm cớ ăn chơi hưởng lạc thì không cần phải nói gì cả, vì nói ra sẽ làm người khác cảm thấy áy náy giùm cho quý vị. Dấn, tôi được nghe một đệ tử đã thọ tâm ấn với sư phụ nói, những người đã thọ tâm ấn không được ở cùng một phòng với người chưa truyền tâm ấn. Nếu như vợ đã được truyền tâm ấn, chồng cũng thọ tâm ấn, sau đó cả nhà đều phải tâm ấn, nếu không thì không được sống chung với nhau. Mọi người phải cách xa nhau. Sư phụ, không có, có thể nói đùa cho vui hoặc là quý vị nghe sai. Nếu như không thể cùng sống với những người chưa được truyền tâm ấn trong một phòng, thì hôm nay sư phụ ở đây nói chuyện để làm gì? Trong số quý vị hiện diện, chỉ có một số nhỏ đã thọ tâm ấn. Nếu như sư phụ không thể ở cùng với quý vị, thì đã phải vội vã đi về rồi, phải không? Đương nhiên là không phải, đây chỉ là ngộ nhận. Mọi người đều được tự tại, muốn tâm ấn thì tâm ấn, muốn ăn chay thì ăn chay, muốn theo sư phụ tu học, không học cũng chẳng hề gì. Thiên hạ vốn vô sự, không ai có thể ép buộc người nào tâm ấn, cho dù là chồng vợ cũng không nhất định phải tu một phương pháp. Nếu như không cùng tin tưởng vào một vị sư phụ, cũng không nên bắt buộc. Sư phụ đều dạy đệ tử của sư phụ không nên bắt ép bất cứ ai, dù là chồng, vợ, con cái, cha mẹ, cũng không nên dùng bất cứ ám thị nào để cưỡng bức người khác tin tưởng cùng pháp môn với mình, một đạo lý với mình. Chúng ta có thể dùng phương pháp hợp lý lẽ để nói cho họ nghe, có thể thảo luận, cũng giống như sư phụ giảng kinh vậy, để mọi người cùng tham khảo. Nếu mọi người tin tưởng, có thể tự tại đến thọ tâm ấn, sư phụ không dùng tình cảm để ép buộc người khác, hoặc dùng ngụy kế nào để cưỡng bức người khác tu hành. Vì làm như vậy là không được. Tu hành cần phải trong tâm phát xuất ra, nếu có duyên tự nhiên chúng ta sẽ biết, sẽ tin tưởng giáo lý của sư phụ. Không ai có thể cản trở chúng ta được, như vậy mới được kể là tu hành chân chánh, hiểu không? Trung Quốc có câu, tứ hải giai huynh đệ, mọi người đều có Phật tánh, tại sao lại không thể sống chung với người chưa tâm ấn? Như vậy là lòng phân biệt quá nặng, người tu Pháp Môn Quán Âm sẽ không như vậy. Quý vị đừng nói vậy, mọi người đều như nhau, chẳng qua là con đường lựa chọn không giống nhau mà thôi. Cùng sống trong một căn nhà, nhưng có những thể nghiệm khác nhau, có những cảm giác bên trong khác nhau mà thôi, chứ không phải là không sống chung với nhau được. Nếu như không thể sống chung, thì chúng ta sẽ đi đâu đây? Đài Loan nhỏ quá, khó mà có được một lúc hai căn nhà. Master Thanh Hải Vô Thường Sư khai thị vào ngày 28 tháng 5 năm 1988 tại Đài Trung Formosa.